Anh này anh em, tí nữa Khải sẽ soi đồ, xét đồ tí KK cho anh em xem nha. Hôm nay ông top 1 này, đường môn này, Võ Hảo top 2 đường môn này, top 3 Thiên Nhẫn, ông này anh nghiêng sói này. Top 4 Khải này, top 5 Chí Bạch Đơ, top 6 Tí Ngáo, top 7 Lôi Tiên Tử, top 8 Khả Ngân, Võ Đan, Lôi Tiên Tử con Võ Đan luôn. Thiên Trang nghe mi kiếm, Long Đinh là Thiếu Lâm Đao, đó. Đó tí là Khải soi anh em đồ anh em xem nha. Tầm này lên boss Khải soi cho anh em xem nha. Đây em ơi, bây giờ chúng ta cùng soi set đồ của Tí KK nè mọi người. Đường môn phi phong 1 cấp này, và càng khôn nữa là 3 cấp. 2 cấp càng khôn nữa là 3 cấp. Đó. 3 cấp một set 5 bang. Set này set chung nha anh em. Này set chung nha anh em. 15 30 25 28. Không biết là vĩnh viễn hay là thời hạn. Chứ nếu mà thời hạn, nếu mà vĩnh viễn thì cái set này nó sẽ nằm từ 10 đến 15 triệu nè. Tầm này giá nó tầm đó thôi, tại vì set này set chung thôi. Set mát thì nó tầm khoảng 15 triệu, tầm này nó rớt giá rồi. Khả năng đang tìm một set để chơi đường môn mà không biết là khi nào mới xem được đủ set đây. Rồi, một cái nón quá đẹp. Nón này nón lá nha anh em. Anh em hay chơi server thì hay xuống cái nón tu la phát két đó. Xuống nón cấp 4 á, sẽ được một cái nón lá nha mọi người. Rồi, bé Hùng nữa kìa, ngon lành chưa? Bạn mình ăn luôn. Rồi tiếp tục anh em ơi, tiếp tục con khác. Đây, vừa rồi chết con cho anh em đọc rồi. Tiếp tục sau con nón lá thì bao tay phòng thủ 15 dòng 1. Bao tay này cũng hơi phèn anh em ơi. Mua ở server này chắc hơi hiếm. Server này những bao tay phòng thủ làm chậm này nọ rất là hiếm anh em. Nên bao tay này mang tạm rồi. Áo này thì phù hợp 40, công banh, sinh lực. Áo này thì cũng khá là bình thường, còn hơn 1-2 kim là có rồi. Đại lưng làm chậm 40, đại lưng này cũng tầm hơn kim, thân pháp 15. Khá là rẻ, nói chung set đồ này cũng đủ chơi anh em. Một đôi giày tóc 27, kháng hỏ 20 và chón 30. Đôi giày cũng tầm hơn 1 kim, 2 kim. Một cái nỏ này thì đẹp nè anh em, nỏ 41.99%. Nỏ này thì vào tống kim cánh lệnh bài với phi tóc thì đạt tóc 201 là chuẩn tóc của tống kim cho đường môn rồi nha mọi người. Đó, cái nỏ này thì cũng tầm 5-7 kim anh em. Tầm này thì nó dòng 1 này là nó cũng tầm 5-7 kim. Đó. Ai ăn này, Võ Lâm Kỳ Bá Vương, Võ Lâm Hùng Bá. Rồi ok, nói chung thì nhìn sơ qua thì set đồ này thì cũng gọi là tầm trung nè. Đó, và đang sở hữu là ba kỹ năng vốn có. Như Khải đang biết là phi phong và hai cái cấp từ gần khôn thì là ba cấp, ba cấp kỹ năng. Ok, mình theo một set đang băng chung. Set này nếu bạn mua vĩnh viễn á, thì nó tầm khoảng tầm 10 triệu quay đầu. Còn mà thời hạn thì khoảng vài trăm, vài kim, vài trăm nghìn thôi nè. Thời hạn thì 7 ngày thôi, không biết rõ bao nhiêu. Rồi, đem xem video đừng quên cho một like nha. Tính ra set đồ này chỉ có 80 chậm thôi nè. Quên 60 chậm nha. 60 chậm và 30 chón. Đó, nói chung là set đồ này gọi là cũng gọi là tầm trung thôi, không có cao gì, nhìn cũng không được đẹp cho lắm. Được nhất vẫn set 53. Rồi, đó anh em xem thì như anh em có yêu cầu thì soi đồ cao thủ thì Khải đã soi rồi. Anh em thích thì cho một like chia sẻ, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha anh em. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và thích soi cái đồ cao thủ nào cứ comment bên dưới nha.